Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 596, bức ảnh tới muộn, hai a à từ tòa nhà cao hơn 10 tầng lao xuống, rơi vào chiếc xe ô tô ở bên dưới, cửa thủy tinh chống đạn vỡ tung như châu chấu. Lúc tiếng nổ vang lên, trong không khí chuyển tới tiếng người kêu gào thảm thiết, vệ sĩ từ bốn phía bán tới, bảo vệ hai cha con họ ứng ứng tử lam đột nhiên đẩy người vệ sĩ bên cạnh đưa mắt nhìn về chiếc xe vỡ tan ứng tử phong toàn thân dính máu hai mắt lồi ra nhìn hai cha con họ ứng hải sinh cơ hồ vô ý thức hô lên cố gia minh tao sẽ làm cho những người mày coi trọng chết không toàn thây vẫn ngu ngốc như xưa trong điện thoại vang lên tiếng thở dài khe khẽ cùng thời khắc đó những tiếng nổ ầm ầm vang lên phòng triển lãm của tập đoàn chiêu hải bị nổ tung ngọn lửa lan tỏa khắp nơi sau đó một chiếc xe trong đội xe cũng nổ tung bốc lên cao khoảng vài mét so với mặt đất. Đám vệ sĩ lập tức súng lại bảo hộ hai cha con họ ứng rời đi, nếu như vừa rồi là có người đột nhiên rơi từ trên trời xuống, làm cho họ không kịp phản ứng, thì tiếng nổ kia cũng là một cái nút bắt đầu cho sự rối loạn. Bởi trong tiếng nổ, phòng triển lãm không có ai nên không có sự thương vong, tuy vậy, đám công nhân trong phòng làm việc chen nhua túa ra, mọi người bỏ chạy tứ tán, có người thét, trói tai, có người ngã xuống đất, mắt thấy có người đi về phía bên này, Đối với vệ sĩ đều giơ súng lên tay phải của người phía trước vung lên hai ngón tay giống như là ngõ nhẹ trong không trung một cái bóng người giao thoa tiếng súng không vang lên sau một khắc một tấm vải lụa màu đỏ thật lớn bao trùm toàn bộ đám người bên ngoài tấm vải tên vệ sĩ giơ súng lên đang quỳ dưới đất máu tươi từ trên của hắn bắn ra ở sau tấm vải bóng người náo loạn tiếng kêu thảm thiết tiếng súng liên tục vang lên tấm vải lụa này nhẹ và mỏng cũng không che được nhiều ánh nắng khi mặt trời chiếu xuống trên cơ bản là nó không tạo ảnh hưởng gì lớn cho đối phương cả khi hai bên đối mặt, ứng hải sinh và ứng tử lam ngần ngơ khi nhìn thấy một người trung niên tướng mạo xấu xí, nhưng làm họ sợ hãi nhất là, hắn là cố gia minh. Hắn hóa trang rất đơn giản, tuy có thay đổi được hình dáng khuôn mặt, nhưng mà vóc người dung mạo không có thay đổi gì, mà chuyện này cũng chẳng quan trọng gì nữa. Khi hắn đi tới, hai gã vệ sĩ đồng loạt sơ súng lên, hơn 10 vệ sĩ đều tập trung chú ý vào người này, trong đám vệ sĩ này, ai cũng được huấn luyện nghiêm trình, thân thể linh hoạt mà dán chắc, nhưng khi chứng kiến cảnh này, động tác duy nhất của gia minh là chém hai ngón tay phải ra ngoài một cái vung theo hình cung kéo ngang điểm nhẹ động tác rất tùy ý thậm chí cả cha con họ ứng cũng nhìn thấy nhưng nó lại là chiêu thức công kích tất cả tất cả giống như mất đi tác dụng ở trước mặt hắn hắn đi tới phía trước hưng như người bước lướt tiếp tục đi khi hắn bước được hai bước một đường máu do hai ngón tay tạo nên đã xuất hiện đường máu kia liên tiếp điểm vào cổ tay ít hầu hai mắt của những người còn lại máu tươi bay múa trong không trung giống như là có một ai đó đang viết thư pháp theo lối cuồng thảo ứng hài sinh trơ mắt nhìn ngón tay kia điểm vào hai mắt ít hầu của con mình sau đó giống như một cái bóng lướt qua từng hộp vệ không đến ba giây đồng hồ gia minh đã xuyên qua đám người thuận lợi điều khiển tấm vải lụa giống như một con diều bay múa lần thứ hai che lên đầu mình hơn 10 người ở dưới lục tục ngã xuống đất hắn vẫn bước đi như trước lưỡi đao dính máu trong bàn tay phải được thu lại thò vào trong ngực lấy ra một tấm ảnh ném xuống trước mặt cha con ứng hải sinh đã cục trong vũng máu. Hắn xuyên qua đoàn người phía trước, đi tới một khúc cua ở con đường phía trước, gọi một chiếc taxi ở ven đường, hắn ngồi vào trong, nhìn tài xế nói, đến sân bay, tài xế nhấn chân ga, hơi cúi đầu, nhìn đường phố qua gương chiếu hậu, lại nhìn thấy trên người Gia Minh có mấy ảnh bèn hỏi. Bên kia hình như xảy ra chuyện, cậu là phóng viên à, đúng vậy, hắn khẽ cười cười, mấy phút sau, có một nhóm cảnh sát chạy tới hiện trường, đối mặt với hơn 10 thi thể không đầu họ lúng cuống chân tay không biết làm gì cả. Nửa giờ sau, ở Giang Hải xa xôi, Vương Tri Thiên nhận được tin gia đình ba người của ứng hải sinh đã chết, một giờ sau đó tin tức được xác nhận. Hơn 2 giờ chiều, chuyến bay từ Nghiễm Châu tới Giang Hải kết thúc, Gia Minh đi ra khỏi phòng khách sân bay, trời Giang Hải nắng như đổ lửa, hắn ở sân bay mua một cái kính dâm để cho hai mắt khỏi ngỡ ngàng. Hắn nhớ rất nhiều thứ có liên quan tới thành phố này, thế nhưng nó cũng có chút xa xôi, giống như là có hai cô gái tên là Linh Tĩnh và Sa Sa tất cả chỉ lờ mở thoáng qua hắn cảm nhận được một cảm giác gì đó rất thân thiết một chiếc taxi dừng lại bên cạnh hắn hắn lắc đầu đi tới ngã ba phía trước đứng một lát sau đó chọn một phương hướng để đi ánh mặt trời nóng bức hắn không ngừng tiến về phía trước mỗi con người mỗi chiếc xe mỗi cửa hàng mỗi biển quảng cáo ở thành phố này đều là một mảnh vỡ ký ức của hắn cũng ở trong thời gian này đám người phương trì thiên đã tăng cường đề phòng để đối phó với một nguy cơ thật lớn đã bốn năm qua đi địa vị của ứng hải sinh ở trong viêm hoàng giác tỉnh không còn được như trước nữa nếu như xảy ra chuyện các thế lực khác sẽ điên cuồng chiếm đoạt nhưng lúc này bọn họ lại không làm như vậy tất cả rất bình tĩnh mấy hôm trước xuất hiện bất tử giả ngay cả điều động quân đội cũng không lưu bọn họ lại được tuy rằng đã tạo thành tổn thất lớn cho họ nhưng mà nếu bọn họ mà ra tay bóng ma tử vong sẽ bao phủ toàn bộ người của viêm hoàng giác tỉnh ở giang hải ứng hải sinh chết do sát thủ thần bí hay do các thế lực khác bỏ đá xuống giếng cũng không còn quan trọng cái quan trọng là áp lực nó mang tới có thể đè vỡ viêm hoàng giác tỉnh trong một võ quán nhỏ có một cô gái tên là linh tĩnh ngồi trước cửa sổ đang hát theo một bản nhạc đặt trên mặt bàn tối hôm nay phương vũ tư biểu diễn cô ấy có mời nàng chuẩn bị biểu diễn cho dù nàng có chuyên tâm bao nhiêu thì sự bi thương tan nát trong lòng vẫn tồn tại nàng như mê man cách đó vài trăm mét trên ban công của một tòa nhà có một cô gái cũng đang tự cười nhìn sang chương 597. trăm chín mươi bảy đan sen một ban đêm mặt trời chiều ở trên không trung tỏa ra ánh nắng vàng óng oánh trong ngoài biệt thự của đông phương gia được bao phủ bởi một tầng ánh sáng phương tri thiên đứng ở trên ban công lầu hai nhìn đài phun nước trong vườn hoa ngón tay gõ vào lan can xung quanh đây toàn là bóng người họ toàn là đặc công bóng người ra ra vào vào hắn dùng tay dai chán sau một lát có tiếng gõ cửa vang lên người gọi là đông phương lăng hải bên nhiễm châu đã chuyển video giám sát tới mọi người đang phân tích nhưng mà tư liệu quá ít phòng trừng rất khó có kết luận chính xác. Tôi cho rằng, chúng ta đại khái nên bỏ không kiến chi trần, phương chi thiên gật đầu, có chút mệt mỏi, không ai lo lắng cố gia minh giết trở về chứ. Xuất thủ gọn gàng tới mức này, ngay cả camera giám sát cũng không có hình bóng đối phương, ít nhất chỉ có đặc cấp sát thủ của bùi la gia mới có khả năng làm như vậy. Cho nên mọi người cho rằng chuyện này không có liên quan gì tới đám bất tử giả ở Giang Hải. Đúng là bọn họ có năng lực hơn xa người bình thường, nhưng mà ở trên kỹ xảo ám sát, tuyệt không lưu loát như vậy nhưng cố gia mình chắc là bùi la gia bố trí nghi trận gì đó về phần suy đoán tốt nhất hiện nay là giản tố ngôn tiểu thư đã ra tay nhưng chúng ta đến bây giờ còn chưa xác định được ai mới là thật phương tri thiên cười lắc đầu tìm đông phương đăng hải đang đi tới nói bỏ không kiến chi trần chuyện này tôi cũng nghĩ tới thực ra dựa vào tin tức tình báo hiện nay cho dù là đám bất tử giả cũng không biết không kiến chi trần đang ở đâu lý vân tú ở âu châu vẫn chưa tỉnh lại nàng giao cho ai rất khó dự đoán có lẽ chỉ tiện tay nhét vào bọc hành lý của người nào đó tới Giang Hải. Nếu như đôi bên đều mù tịt như nhau, thì phương diện tình báo sẽ nắm tên cơ, chúng ta vẫn có cơ hội. Còn việc bàn giao quyền lực của ứng gia, tôi có đi tới đó cũng không có ý nghĩa gì, các loại thế lực nhất định sẽ tham gia, ứng hài sinh này vừa chết, phương diện kinh tế không còn tính cũng đoán được, tổn thất ít nhất phải là một tỷ, tiền thực ra cũng chỉ là thứ yếu, đồng phương lăng hải thở dài. Ứng Hải sinh biết mấy trăm hạng mục công bật của quốc gia, đây mới là thứ quan trọng nhất, Tuy rằng bên nhiễm châu đã phong tỏa tin tức, người của thành phố cũng bắt đầu tiến hành công tác dân vận, nhưng ứng hải sinh phòng bị chúng ta rất tốt, đây mới là phiền toái lớn nhất. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại, trong tập đoàn Chiêu Hải mới tóm được hai gã gián điệp, chắc là đặc công mà Mỹ sắp xếp, các tiểu tổ đặc công cũng bắt đầu hoạt động, chẳng biết sẽ tóm thêm được bao nhiêu người nữa. Lão Phương, hiện giờ tôi sợ nhất chính là, họ coi ông là mục tiêu. Ở bên ngoài có mấy tiểu tổ của viêm hoàng giác tỉnh đang tiến vào, khi đi qua hành lang lầu 2, thấy đông phương lộ cầm điện thoại xoay tròn một cách vô thức cao mày đang suy nghĩ chuyện gì đó phương chi thiên ngừng lại bắt chuyện tiểu lộ cháu xem video rồi hả có ý kiến gì không đông phương lộ hiện giờ được bồi dưỡng thành người nối nghiệp của đông phương gia tuy rằng trước đây hắn đã từng tham dự nhiều chuyện nhưng lại không thuộc biên chế chiến đấu loại video cơ mật này hắn cũng được mời xem nhưng mà giữa lý luận và thực tế có khác nhau rất lớn hiểu rõ ý của phương chi thiên đông phương lộ đột đầu cháu xem rồi không phải là cố gia minh Lý do rất đơn giản, nếu như hắn trở về, việc đầu tiên hắn làm đó là đi tìm những người như Linh Tĩnh, Trường Nhã Hàm, đối với ứng ra hắn không để ý, à, xem ra đã có thể xác định, thật là hoài niệm, Phương Tri Thiên cười cười, nói, nghe nói cháu mới chia tay bạn gái. Dạ, có người nói nam nhân lúc thất tình mới trưởng thành, cố gắng lên, vỗ vỗ vai hắn, Phương Tri Thiên và Đông Phương Lăng Hải đi tới cuối hành lang, đẩy cánh cửa ra, một phòng bênh màu trắng xuất hiện ở trước mắt hai người, trong phòng bệnh, Đông Phương Nhược vẫn ngủ say như trước, Phương Tri Thiên nhắm hai mắt lại, thở dài. Người cầm trịch sợ nhất một điều đó là lập trường mình bị nhiễu loạn, không cách nào tỉnh táo để ra quyết định chính xác nhất, nếu như dị năng của Nhược Nhược có thể được sử dụng, thì ý nghĩa là vô giá đối với quốc gia. Khi đối mặt với đám bất tử giả cường đại, mà nếu đã giả thuyết đám này lại do Bùi La Gia khống chế, vậy thì không kiến Tri Trần là cơ hội duy nhất cho bọn họ. Dù sao trong chuyện này, hắn cũng ẩn chứa một ít tư tâm, hiện giờ hắn đang suy nghĩ xem viêm hoàng giác tỉnh trả công như vậy có đáng giá hay không ứng hải sinh chết bất ngờ áp lực từ các mặt kéo tới hắn phải lo lắng nhiều chuyện hơn nữa sáu giờ chiều mặt trời vẫn có vẻ sáng rõ trên một nghĩa trang công cộng ở vùng ngoại ô nhã hàm ngồi xổm trước một ngôi mộ sắc mặt có chút ngưỡng ngàng hiện giờ người tảo mộ cơ bản đã trở về hôm nay cũng chẳng phải là một ngày đặc thù gì cho nên nơi này cũng ít người sau khi tan việc nào mới tới đây trên mặt một cái áo kiểu tây vái một ống đi tất chân giày cao gót, hiện giờ nàng ngồi xuống, đường nét rất mê người, nàng nghĩ nếu Gia Minh thực sự ở đây, có lẽ hắn sẽ thích góc dáng của nàng, nhưng đó chỉ là ý nghĩ, không phải là hy vọng. Vốn nàng dự định tan việc trở về cùng đào đào ăn cơm, cơm nước xong sẽ mang nó đi xem biểu diễn, ai ngờ chiều nay nàng nhận được một cú điện thoại, nghe xong thì sắc mặt rất kém. Ba cha con họ ứng đã chết, chưa nói tới chuyện nàng cao hứng như thế nào, nhưng trước kia khi họ truy sát Gia Minh, sau khi Gia Minh ở chung với nàng ba tháng, hắn cũng cho nàng biết việc này trong chuyện này ảnh hưởng của cha con ứng thị đối với trương gia là bằng không điều có ý nghĩa nhất là sau khi hắn chia tay linh tĩnh linh tĩnh lên máy bay xa xa lên thuyền sự việc với ứng gia mới bắt đầu xảy ra khi nghe tin ba cha con họ chết đi nàng không vui vẻ cũng không bi thương bởi vì nàng muốn xem nó có liên hệ gì với gia minh không cũng do cân nhắc sự việc mà nàng ngồi ở nơi này rất lâu cái ngôi mộ này nàng thường tới trò chuyện ngồi một hồi Thỉnh thoảng nàng đem một vài đóa hoa bồ công anh tới đây, ngắt từng cánh hoa, xem nó bị gió thổi đi, đôi khi có gì ăn ngon nàng lại mang tới, cũng có khi đốt giấy tiền vàng mã, cũng có đôi khi mang hoa giấy. Cuộc sống của nàng cùng với Đào Đào cứ trôi qua bình lặng, thỉnh thoảng nhớ lại mùa đông đó, nước mắt lại rơi. Chương 598. Đan Sen, hai khi nói với Linh Tĩnh là đợi Gia Minh trở về, nàng cũng có một sự cảm xấu, nàng cảm thấy khả năng Gia Minh chết hơi cao, nhưng mà nàng vẫn kiên trì vững bình tin vào quyết định của mình trước kia. Trước kia đã nói với em rồi đấy, Phương Vũ Tư tối hôm nay biểu diễn, có mời Linh Tĩnh làm khách mời danh dự, chị định mang Đào Đào đến nghe chuyện của ứng gia sợ rằng em không có hứng thú muốn biết, vốn chị đã đồng ý với Đào Đào là phải về nhà ăn cơm cùng nó. Nàng nhẹ giọng nói, đứng lên, trong dãy núi, ánh mặt trời bắt đầu chuyển sang vòng vọt, 6 giờ 40 phút chiều ngày 12 tháng 7 năm 2004, Diệp Thị Võ Quán đã đóng cửa. Mấy phút trước, Linh Tĩnh và Julian đã ra ngoài, lên xe tới sân vận động của Giang Hải, tối hôm nay Phương Vũ Tư biểu diễn ở đó. Diệp Hàm đóng cửa ở trong nhà thu xếp vài thứ, đồng thời gọi điện thoại cho vợ ở bệnh viện, cho dù như thế nào, đây là đại sự cả đời của con gái, hai người không thể bỏ qua được, đang mổ à, không có cách nào xin nghỉ hay sao, sao lại gặp chuyện này chứ? Bác sĩ Lâm không ở đó sao? Hôm nay là lần đầu tiên Linh Tĩnh lên sân khấu biểu diễn, con gái lần đầu biểu diễn, vậy mà vợ lại đột nhiên phải làm tăng ca, tính tình Diệp Hàm xưa nay vốn tốt, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, khi hắn đang nói chuyện, thì có tiếng gõ cửa, linh tĩnh có nhạc không? À, linh tĩnh cùng thầy giáo của nó đã tới sân vận động rồi, cậu là người của phương tiểu thư phái tới đây hay sao? Chờ một chút ha ha, quay đầu lại, sắc trời lúc này u ám, bên ngoài võ quán đã tắt đèn đóng cửa, nên không nhìn rõ bóng người kia cho lắm. Diệp Hàm nói một câu, đã thấy người kia cất bước đi ra ngoài, cho nên tiếp tục nói chuyện với vợ, bà xem, phương tiểu thư cũng đã cho người tới đây dục linh tĩnh ra ngoài hơi chậm không biết tâm tình có tốt hay không. Tôi tới bệnh viện chờ bà, bà chẳng phải đã xin phép viện trưởng rồi hay sao? Gọi bác sĩ Lâm kia tới cũng được, tôi tới chờ bà, cứ vậy nhé." Cúp điện thoại, bóng người bên ngoài đã biến mất, Diệp Hàm nhíu nhíu mày, trong lúc mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Hắn đứng ở cầu một hồi lâu, lúc chuẩn bị đi vào nhà thì cảm giác lạnh bùng lên mãnh liệt, đành phải xoay người chạy ra ngoài xa một chút. Khu phố lúc này đã sáng đèn, trên đường phố có người lui tới, hắn đứng ở giữa con đường một lúc sau khi xác định người kia đã đi mới trở về nhà, chuẩn bị tới bệnh viện đón vợ. Hơn một giờ sau đó, trong phòng bệnh của Đông Phương gia, Nhược Nhược mở mắt, chống thân hình suy yếu ngồi dậy, khi bác sĩ với mọi người chạy tới, hô hấp của nàng vô cùng dồn dập, giống như là lúc nào cũng có thể ngừng thở. Mấy phút sau khi nàng dùng bình dưỡng khí, trạng thái này mới giảm bớt, nàng nhìn mọi người ở trước mặt mình, lần đầu tiên mở miệng, tôi đã biết không kiến chi trần ở đâu. Quay ngược thời gian trở lại 20 phút trước, khi mặt trời hoàn toàn biến mất, nhường cho màn đêm bao phủ thành phố này, hôm nay là 24 tháng 5 âm lịch, bóng nguyệt như mi, đẹp dạng người trong tinh không, trong sân vận động nằm cạnh bờ biển đèn đuốc sáng trưng, thật nhìn giống như một phòng trang nhỏ. Tuần lưu diễn đầu tiên của Phương Vũ Tư ở Giang Hải đã bắt đầu, thời gian cũng sắp tới mà ở bên ngoài sân vận động cũng có không ít người, phần lớn họ tới mua vẻ, nhưng bởi vì sức hấp dẫn của Phương Vũ Tư mà vé bây giờ cũng còn rất ít. Bên trong sân vận động bây giờ rất ồn ào, khán giả chật ních, mà ở hậu trường mọi người cũng đang bận túi bụi chuẩn bị cho giờ diễn xuất Phương Vũ từng mặc trang phục biểu diễn chen qua đoàn người đi tới trước một thiếu nữ đang ngồi ngẩn ngơ linh tĩnh hóa trang xong chưa nàng hỏi xong phải mấy giây sau linh tĩnh mới như bừng tỉnh giấc mộng ngẩng đầu lên a a a hóa trang xong rồi lần biểu diễn này nàng không mặc trang phục quá cầu ký, nàng muốn tạo cảm giác thân thiết cho mọi người nhưng quan trọng nhất là tâm tình của nàng bây giờ không được ổn định nếu như người không hiểu chuyện, sẽ cảm thấy Linh Tĩnh khẩn trương vì lần biểu diễn đầu tiên, nhưng Phương Vũ Tư là người hiểu chuyện, ngồi xuống cầm tay Linh Tĩnh, nghĩ gì thế, không, Linh Tĩnh chớp mắt, chỉ là càng gần lúc lên biểu diễn càng, Phương Vũ Tư gật đầu cười. Không phải đã nói rồi sao, cứ như là mình không hát cho mọi người, mà là hát cho Gia Minh nghe, cô muốn nói gì với hắn thì nói đi, trước kia không kịp nói những lời này biết đâu hắn có thể nghe đấy. Cười cười, nàng gật đầu, Phương Vũ Tư nhìn xung quanh một chút rồi lại nhìn đám nhân viên đang làm việc, sau đó nói tiếp, "Như vậy đi, bên trong quá ồn ào, biểu diễn cũng sắp bắt đầu, nhưng cô có thể đi ra ngoài một chút, mấy phút thôi nhé, nhớ là tới thời gian biểu diễn phải có mặt, cứ thả lỏng tâm tình cho tốt." Nắm tay Linh Tĩnh khẽ dùng lực, Vương Vũ Tư cười cười, khi tới kiểm tra các khí cụ bên cạnh, thấy cô gái gật đầu nhưng vẫn có bộ dạng mất hồn mất phách, nàng biết lời nói của mình có tác dụng không lớn. Sau một lát, Linh Tĩnh lấy bài hát trong túi ra ôn lại, khi thấy trong túi có một cái bình nhỏ bằng thủy tinh, nàng nhíu mày, lấy tờ giấy ra xem nhiều lần, đứng lên, hình như ở gần đây. Sau một lát, Linh Tĩnh đi ra cửa Hồng Sơn vận động, mượn một cái xe con, đi tới một địa chỉ, đại khái là sau khoảng 5 phút đồng hồ, nàng đứng dưới một cái nhà ấn chuông nhiều lần, thấy không có ai, nàng đi tới chỗ một người bán hàng tạp hóa ở bên cạnh nói, cô ơi, cho hỏi nhà bên cạnh này đi đâu rồi? Cô tìm ai vậy? À, cháu muốn biết có phải có một cô gái tên là Phương Quốc Lâm ở đây không? trong nháy mắt đó trong nháy mắt đó hai định luật nhân quả đan xen vào nhau trong chốn u minh trong phòng bệnh đông phương nhược mở mắt chương 599. đan xen ba bóng đêm như nước lúc 8 giờ 5 phút thành phố đột nhiên biến đổi giống như tất cả đều chuyển động có mấy đội xe từ trong thành phố lao đi như bay các căn cứ của viêm hoàng giáp tỉnh ở giang hải đều điều động lực lượng nhanh chóng lao tới sân vận động cùng lúc đó có một người bán tạp hóa gọi điện cho phương quốc lâm nói cho cô ấy biết vừa mới có người tới đây tìm, người đó nói là muốn tặng đồ cho cô, tôi muốn cô ấy giao đồ cho tôi, nhưng mà cô ấy nói là phải tự mình trao tận tay cho cô, cô ấy xin số điện thoại. Cô đã nói là không được tùy tiện đem số điện thoại của cô cho người khác, cho nên tôi không cho, nhưng mà cô gái kia nhìn bề ngoài không phải là người xấu. Trước khi đám bất tử giả săn lùng thành viên của viêm hoàng giác tỉnh, đám người phương quốc lâm rút tới khu nhà đông phương gia, có người đã từng đặt câu hỏi cho sự an toàn của họ. Bởi vậy, Phương Quốc Lâm đã lấy thân phận cảnh sát, nói chuyện với người bán tạp hóa ở bên cạnh, nhưng không ngờ người hỏi tham lại là Linh Tĩnh. Đương nhiên, cũng nhờ có nhược nhược mà mọi người đã biết không kiến chi trần ở trên tay của Linh Tĩnh, chỉ là mọi việc cũng không quá rõ ràng. Khi đem chuyện này báo cho Phương Tri Thiên biết, ông ta lập tức hạ lệnh cho những đặc công đang ở xung quanh sân vận động, cần phải bảo vệ tốt mục tiêu không bị thương tổn, tạm thời không cần tiếp xúc với mục tiêu, cứ để cô ấy giữ không kiến chi trần, cho tới khi nào chúng tôi tới. Chuyện này đúng là khiến người khác phải vui mừng, Đi mòn dây sắt tìm không thấy, đột nhiên lại phát hiện nó ở ngay cạnh mình, hiện giờ bên cạnh Linh Tĩnh không chỉ có người của Viêm Hoàng giác tỉnh bảo vệ, mà còn có người của U Ám Thiên Cầm, Cao Thiên Nguyên, thậm chí còn có rất nhiều thế lực khác. Từ mặt này mà nhận xét, đồ vật đặt trên người của Linh Tĩnh còn an toàn hơn đem nó cho mấy tên đặc công của mình, sau khi gọi điện thoại, hắn suy tính trong mấy phút, xuất phát từ tình cẩn thận mà điện thoại cho Natalie, nhưng khi nghe bên kia nói, Phong Chi Thiên lại cảm thấy nghi hoặc. Cái gì không kiến chi trần ở trên người diệp linh tĩnh đồng phương tiểu thư đã nhìn thấy biết được tin tức này natalie đột nhiên thay đổi cách nói chuyện đợi cho phương chi thiên xác nhận natalie mới lên giọng chết tiệt ông có lập tức chạy tới đó hay không dùng tốc độ nhanh nhất mà đi chuyện này nó dính vào nhân quả cái gì phương chi thiên hỏi thêm một câu bên kia ngừng lại một lúc sau đó mới nói tiếp phương tiên sinh ông nghe rõ đây hiện giờ tình hình vô cùng cấp bách không kiến chi trần ở trên tay diệp linh tĩnh chúng tôi đã sớm biết thế nhưng tôi không dám cho người liên hệ với diệp linh tĩnh bởi vì không chỉ bên ông có dự ngôn giả theo tôi được biết ở trong đám bất tử giả kia cũng có dự ngôn giả nhưng mà năng lực của người đó hạn chế trước kia diệp linh tĩnh hầu như quên mất chuyện không kiến chi trần cho nên mới không có ai nhận ra nó ở đâu thế nhưng hiện giờ mọi người đang ở trong một tình thế đối lập một khi có tình tiết nào liên quan bên kia sẽ lập tức dự đoán được ngay ông hiện giờ đã biết rõ được ý nghĩa của chuyện này các ông phải không tốt bây giờ ông mới gọi điện thoại cho tôi sự việc có thể đã xảy ra rồi. Đội xe lao nhanh trên đường phố, vứt lại đằng sau vô số đèn đường và biển báo giao thông, hai bên con đường là rừng cây, ánh sáng bị bao phủ lên chỉ còn lờ mờ và không ngừng biến ảo, đột nhiên, thanh âm của Phương Chi Thiên vang lên trong hệ thống liên lạc, tất cả từ tổ chú ý. Sự chú ý của mọi người ngay lập tức được đề lên mức cao nhất, cùng lúc đó, một bóng đen đột nhiên từ ven đường vọt ra, con đường này vốn đã hẻo lánh, cho nên tốc độ xe vô cùng nhanh. Lúc này đột nhiên thấy bóng người, tài xế cơ hồ là vô ý thức phanh xe đồng thời chuẩn bị đánh tay lai like, nhưng chỉ sau đó một khắc bóng đen kia đã chủ động ầm ầm đập vào chiếc suv trong khoảnh khắc cửa hông của chiếc xe hỏng xuống sau đó lao thẳng vào những thân cây ven đường dưới ánh đèn mọi người mặc âu phục tên là kito đứng ở ven đường nhìn những chiếc xe khác lao qua người hắn xoay người tiếp tục truy sát ở trên một con đường khác cách nơi này vài dặm có một chiếc xe nhỏ mang kính chống đạn đột nhiên vỡ vụn tài xế bay ra khỏi xe máu tươi chảy ròng ròng từ phía trước chiếc xe có một nam tử mặc áo đen đứng ở trên mui xe khi chiếc xe dừng lại hắn tung mình giống như một con rơi biến mất trong thành phố phồn hoa một chiếc jeep việt giã dùng tốc độ cao nhất vượt đèn đỏ do chạy quá nhanh lên đụng vào một chiếc xe màu đen khác nam tử mặc âu phục tóc vàng kim đang ngồi ở vị trí tay lái của chiếc xe màu đen bay ra ngoài thân hình hắn rất cao khi chiếc xe jeep nổ tung hắn không có việc gì bỏ dậy hoa tươi tiếng vỗ tay ánh sáng màn hình lớn trong sân vận động bài hát thứ hai đã xong phương vũ tư vẫn đứng ở trước mắt mọi người nở một nụ cười mê người mấy năm trước đây trong cuộc đời biểu diễn của tôi có một cơn sóng nhỏ cũng bởi vậy mà tôi quen một số người bạn tôi nghĩ đây mới là những người bạn đáng quý nhất cuộc đời tôi tôi không biết các bạn ở giang hải có bao nhiêu người còn nhớ tới một ban nhạc tên là khái niệm kỳ thực không cần thiết phải hỏi tôi nghĩ chỉ cần những ai nghe họ hát đều không thể quên được họ những con người đáng yêu họ là trái chuối xưa chuột cà chua thỉnh thoảng còn có sầu riêng xuất hiện. Hôm nay tôi mời tới đây không phải là ban nhạc khái niệm, bởi vì mấy năm trước có một số việc, họ phải xa nhau, giống như mỗi người chúng ta cũng gặp sự cố trong cuộc đời vậy. Hôm nay, tôi chỉ mời được một thành viên trong nhóm, đồng thời công bố một đáp án cho những người đã từng mang mặt nạ đi hát kia. Hôm nay tôi làm nhạc đệm cho cô ấy, mong rằng tiếng hát của cô ấy có thể mang mọi người về mới ký ức xa xưa, có thể gọi trở về những bạn bè tốt nhất đã chia xa, mọi người nhất định sẽ không thất vọng. Xin chào đón bạn của tôi, Diệp Linh Tĩnh bên ngoài sân vận động, gió thổi mang theo vị biển, trong đêm hè mát mẻ, một thiếu niên 22 tuổi đi ngang qua công viên, hắn nghe thấy tiếng sóng võ phỡ. Đột nhiên hắn dừng bước nhìn về phía sân vận động sáng trưng, trong chốc lát, có người hoan hô, có tiếng vỗ tay, có tiếng một cô gái phát biểu truyền tới. Xin chào mọi người, tôi là Diệp Linh Tĩnh, cũng đã từng là dư chuột thật vui khi có thể đứng trên sân khấu gặp mặt mọi người, thanh âm kia dừng lại trong chốc lát. Thực ra tôi cũng không biết nên nói cái gì cả. Mấy năm trước, tôi đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời, và cả một người bạn quan trọng nhất khi đó tất cả chúng tôi chỉ có một mong muốn đơn giản. Nào ngờ có một ngày chúng tôi không còn được gặp lại, bài hát này là do hắn viết, tôi muốn hát cho hắn nghe. Ta rất nhớ bọn họ, thanh âm nghẹn ngào kia cắt ngang tiếng sóng biển, thành phố dưới ánh sao, thiếu niên ngồi trên một cái ghế bên đường, nghe giai điệu của bài hát, chương 600. Bức tranh bị nghiền nát, một trong ánh đèn sáng trưng, gió trên biển thổi tới, trong giải ngân hà mênh mông trên bầu trời, đứng từ dưới nhìn lên, giống như là nó đang di chuyển. Trong công viên vẫn còn bóng người đi lại, họ nghe thanh âm từ sân vận động truyền tới, trên một bãi cỏ, có một con mèo hoang đang tìm những thức ăn do người đi đường vứt lại, thỉnh thoảng kêu mèo mèo gọi một tiếng. Ở một nơi khác trong thành phố, Kito đã đuổi kịp được đội xe, làn đạn bắn như mưa về chỗ hắn, lúc này hắn đã tiếp cận được với chiếc xe đi sau, hắn vọt vào trong rừng cây lánh đạn, sau đó lại vọt ra tiếng súng cũng vang lên ở những nơi khác trong thành phố nam tử tên là peter đang giống như quỷ mị né tránh làn đạn được bắn tới trong phố xá sầm ất người đàn ông tên victor đập nát một chiếc xe trong tay vẫn cầm một quả táo cắn một miếng mặc cho lửa trái hừng hực xe cậu phanh gấp con đường phía sau hoảng loạn có một chiếc xe đã mở cửa tiếng súng vang lên quả táo trên tay victor bị bắn nát bóng của hắn cũng đồng thời lao tới trước khoảng 10 mét kiếm trên không trung mang theo ánh sáng màu vàng chém khẩu súng của tên đặc công kia làm hai đoạn, cổ tuôn máu tươi như suối. Đội xe từ biệt thự của Đông Phương ra đang di chuyển khi rẽ vào một con đường, trong ánh đèn sáng trưng, phát hiện một bóng người màu đỏ đang đứng, khí chất cô gái đó cao quý nhưng lại yêu dị đang lao nhanh tới chỗ đội xe, cô gái này đưa tay trái ra phía trước, trong ánh sáng, năm ngón tay tạo thành tư thế mời. Chạm vào chiếc xe, Diệp Liên mở to hai mắt, cách không kéo gần trong tầm mắt, bàn tay trái yêu nhã kia vừa được đưa ra, Diệp Liên đã đá văng cửa xe, nhảy ra giống như cự long đột nhiên xuất hiện từ trên mặt đất hành động tựa như gió thoảng kia đã nâng được đầu chiếc xe lên sau đó nhấc nó rời khỏi mặt đất ném lên không trung từ trong xe nhảy ra diệp liên lập tức rút súng nhanh chóng bóp cò với nhân vật trước mặt cũng vào lúc đó nóc của chiếc xe thứ hai đã mở ra một cô gái mặc áo màu đen bay lên giữa không trung sau đó hai tiếng nổ bàng bang xuất hiện trần nhà bị lọng xuống chiếc xe bị ném lên không trung kia mang theo thế lôi đình vạn quân rơi xuống không một chút sợ hãi cô gái áo đỏ kia né tránh làn đạn, giống như Natalie đỡ căn nhà sập khi trước, tay trái cỏ nàng đè xuống chiếc ô tô đang lao tới, ầm ầm, chiếc xe ở trên không trung nổ tung, lửa bóc cuồn cuộc, sức ép phả ra thật lớn. Có một thiếu nữ với khuôn mặt yêu thương đang đứng trên sân khấu, nàng nhìn từng khuôn mặt người trong bóng đối, giai điệu bài hát vang lên, nàng hít sâu một hơi, chậm chậm cất tiếng, lần đầu tiên đứng trên tháp của Tokyo ngắm cảnh, thấy đại đường sao giống một bóng trăng rơi, tôi mới thấy vi thương sao nhiều tới vậy sức một mình hoàn thành ước vọng của chúng ta. Đây là những gì mà Gia Minh để lại cho nàng ở trong ca khúc kia. Trong mấy ngày hôm nay, ngay nào nàng cũng cất tiếng hát, giống như là để hiểu thêm tâm tình của đối phương. Thực ra cha mẹ cậu muốn cho cậu có nhiều lựa chọn hơn thôi. Cậu đã biết suy nghĩ của tớ, vậy mà còn mang tớ tới nơi này, tớ có cảm giác mình như bị bán. Viên sao, tớ mà thi đậu để xem cậu làm sao bây giờ, tớ thấy gần đây cậu rất lạ. Tớ đương nhiên là muốn cậu tới Bắc Kinh với tớ, nhưng vì tương lai của cậu tớ muốn cậu tới Viên tớ không muốn xuất ngoại. Chúng ta chia tay đi, tớ không muốn đùa kiểu này, rốt cuộc, vì sao? Bên ngoài sân vận động, tiếng hát ở nơi xa truyền tới, hắn nhìn một bóng đèn trước mặt, con mèo nhỏ kia đang tìm thức ăn ngừng đầu, trước mắt hắn như hiện lên dung mạo của thiếu nữ đang hát, không biết vì sao, trong lòng hắn có vô số như đang bị nghiền nát, nhưng cũng có thể thấy loáng thoáng một thứ gì đó. Ở trong thành phố, xe cộ đã ngừng di chuyển, trong bóng lửa có vô số kinh kiện và mảnh vỡ xe ô tô bay sang hai bên đường, đập đèn đường, đập ô tô, tia lửa điện của đèn đường bị tóe lên, một cô gái mặc áo màu đỏ không chức bị thương xuất hiện, nhìn người ở phía trước đợi xe tươi cười. Cậu có thể chờ tớ, trước đây tớ không hiểu, nhưng chưa hẳn ngày mai cũng vậy, ba chúng ta vĩnh viễn phải ở với nhau, kỳ thực tớ có một bí mật, chúng tớ muốn có tiền mua máy tính cho cậu, tương lai khi có tiền, chúng ta có thể mua một hòn đảo, sau đó xây biệt thự trên đó, đừng sợ có tớ đây. Cậu đừng nói là hiện giờ muốn tớ sinh con cho cậu đó nhé tớ còn chưa đủ 16 tuổi đã mang bầu, cha mẹ tớ không đánh tớ chết mới là lạ, chuyện này, Gia Minh và xa xa yêu nhau, có lẽ, cả đời này, tớ phải làm tình nhân hoặc vợ bé của cậu thôi. Chúng ta mới chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, còn nhiều thời gian. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.